Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Ở đây thì mình đang có hai sản phẩm rất hot ở phân khúc tầm giá là hơn 3 triệu, cụ thể là 3 triệu 490 nghìn cho chiếc Samsung Galaxy M10 và chúng ta sẽ có 3 triệu 690 nghìn cho chiếc Redmi 7. Đây là phiên bản 3 GB nhé. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hai chiếc máy này để xem rằng là Samsung Galaxy M10 ra mắt thì liệu có đánh bại được những sản phẩm đến từ Trung Quốc như chiếc Redmi 7 này hay không. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên là về tổng thể thiết kế của hai chiếc máy này thì các bạn sẽ thấy chúng đều có một cái ngôn ngữ thiết kế nó hao hao giống nhau, như là ở vị trí của các phím bấm tăng giảm lượng phím nguồn này, chúng ta có vị trí của cụm camera đèn flash và chúng ta có vị trí của cái jack cắm sạc với chuẩn micro USB, gần như là nó khá là giống nhau. Nhưng với chiếc Redmi 7 thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái màu sắc nó đẹp hơn, nó mới hơn so với cái màu sắc nó chỉ là xám thuần như thế này, và cũng như chúng ta sẽ có ở đây là cảm biến vân tay một chạm. Còn trên cái chiếc Galaxy M10 thì chúng ta hoàn toàn không có vân tay. Thế nên ở cái điểm này rõ ràng chiếc Redmi 7 nó đã hơn ở cái khoản là bảo mật, giúp cho các bạn có thể là mở khóa một cách dễ dàng hơn. Cảm giác cầm nắm mà hai chiếc máy này mang lại cho mình thì nó cũng đều hao hao giống tương tự như nhau, đều có mặt lưng bo cong và cầm lên rất là ôm tay. Thế nên là mình cũng không có bất kỳ điều gì để có thể là so sánh ở cái phần cảm giác cầm nắm cả. Và mình sẽ để ý một chi tiết, đó là về cụm camera. Thì như ban đầu mình đã chia sẻ, chiếc máy này sẽ có cụm camera đặt ở vị trí tương đồng như nhau. Với chiếc Samsung Galaxy M10 thì chúng ta sẽ có cụm camera kép với độ phân giải camera chính là 13 megapixel khẩu độ f1 9, chúng ta có camera phụ là 5 megapixel, trong khi cái chiếc Redmi 7 chúng ta sẽ có camera chính với độ phân giải là 12 megapixel khẩu độ f2.2 và camera phụ là 2 megapixel, chỉ có cái nhiệm vụ đó là đo độ sâu tranh ảnh mà thôi. Trong khi là camera 5 megapixel trên chiếc Samsung Galaxy M10 này, chúng ta sẽ có luôn cái tính năng đó là chụp ảnh góc rộng, nên là phần tính năng thì mình sẽ đánh giá cao hơn ở trên cái cụm camera của Samsung Galaxy M10. Nhưng mà về cái chất lượng khi mà chúng ta chụp hình sao, ở đây thì mình cũng đã chụp thử hai tấm hình thì các bạn có thể thấy rằng là với tấm hình chụp ra từ chiếc Redmi 7 thì màu sắc nó lên tươi tắn hơn so với cái bức hình chụp ra từ chiếc Samsung Galaxy M10, và cũng như là khi mà chúng ta zoom nó lên thì cái chi tiết bức ảnh của chiếc Redmi 7 nó cũng sẽ mang lại tốt hơn so với chi tiết bức ảnh mang lại từ cái chiếc M10. Vậy nên các bạn có thể thấy rằng là mặc dù camera chỉ có độ phân giải 12 megapixel, nó nhỏ hơn 1 megapixel và cũng như là khẩu độ ít hơn, nhưng mà nó lại mang lại cho chúng ta một cái bức ảnh là đẹp hơn so với chiếc Samsung Galaxy M10. Hay là đến với một cái bức ảnh mà mình chụp hình xóa phông trên hai sản phẩm này thì các bạn có thể thấy rằng là cả hai chiếc máy đều mang lại cho chúng ta một cái thuật toán chụp ra rất là ngon lành, khi mà này tất cả các chi tiết ở vùng tóc này tách bạch hoàn toàn. Nhưng nếu như để là có một cái thuật toán nó thật nhất với những máy ảnh DSLR chụp ra ấy, thì mình sẽ thiên về chiếc Redmi 7 hơn. Bởi vì các bạn có thể thấy rằng là khi mà người ngồi đằng sau này nó cũng được làm mờ, bởi vì là cái khoảng cách từ nhân vật chính cho tới nhân vật phụ thì nó cũng là khoảng tầm 1 mét, mà nó cũng làm mờ luôn cả người phụ. Trong khi là cái chiếc M10 này, cả hai nhân vật đều được làm nổi bật lên. Nó giống như kiểu là nó chỉ xóa mỗi cái nền phía đằng sau thôi, còn lại người trước người sau không có sự gì khác biệt cả. Thế nên cá nhân mình đánh giá là cái thuật toán chụp ảnh xóa phông từ cái chiếc Redmi 7 mang lại nó là tốt hơn so với cái thuật toán đến từ nhà Samsung. Màn hình chắc chắn cũng sẽ là một yếu tố mà các bạn sẽ quan tâm đến, bởi vì là hai chiếc máy này sẽ có hai tấm nền hoàn toàn khác nhau. Với chiếc Galaxy M10 thì chúng ta sẽ có màn hình là 6,22 inch độ phân giải HD và tấm nền đó là LSP TFT, trong khi cái chiếc Redmi 7 chúng ta sẽ có màn hình với kích thước là 6,26 inch, cũng độ phân giải HD cộng, nhưng mà chúng ta lại có tấm nền đó là IPS LCD. Thì với tấm nền IPS nó sẽ mang lại cho các bạn mỗi trải nghiệm khi mà nhìn vào màn hình nó trong hơn, màu sắc nó cũng thực tế hơn, nó sẽ không bị hơi đẩy tông lên một tí giống như cái màn TFT bên này, và cũng như là cái độ tương phản của nó tốt hơn so với màn TFT, góc nhìn cũng rộng hơn. Thế nên ở cái phần trải nghiệm màn hình thì chắc chắn mình cũng sẽ lại một lần nữa nghiêng về chiếc Redmi 7 này. Chúng ta cũng sẽ đều có thiết kế giọt nước bên trên, cằm dưới và phần viền hai bên cũng đều dày như nhau. Điểm này thì mình cũng không có gì để so sánh. Còn về cấu hình của hai sản phẩm này thì chiếc Galaxy M10 chúng ta sẽ có con chip là Exynos 7870, chúng ta có 2 GB và 16 GB bộ nhớ trong. Trong khi ở cái phân khúc tầm giá là 3.690.000 thì chúng ta sẽ có một chiếc Redmi 7 với cái cấu hình đó là con chip Snapdragon 632, chúng ta có 3 GB và chúng ta có 32 GB bộ nhớ trong. Ở cái phần RAM cũng như bộ nhớ trong thì các bạn sẽ thấy đây là một cái điểm lợi thế của cái chiếc Xiaomi Redmi 7 rồi. Còn về cái mặt chơi game trên hai sản phẩm này thì có lẽ là mình cũng không đánh giá cao bất kỳ một sản phẩm nào cả, bởi vì là nó sẽ
sẽ chỉ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm là tuyệt vời nhất nếu như các bạn sử dụng nó với những ứng dụng kiểu là Facebook, Zalo hay là sử dụng xem YouTube mà thôi. Còn nếu như mà chơi game trên hai cái sản phẩm này thì mình cũng sẽ chỉ đánh giá nó là tương đương với nhau mà thôi, không có con nào nó nhỉnh hơn cả. Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn rằng là với những người nào mà mua cái chiếc máy ở phân khúc tầm giá này thì họ vẫn sẽ lựa chọn những chiếc máy được sử dụng con chip là Snapdragon, bởi vì mọi người đều biết rằng là những con chip Snapdragon, cái độ tương thích game của nó từ trên đến nay vẫn làm tốt hơn so với những con chip khác, kể cả Exynos hay là MediaTek. Về khoản pin cũng như là cái thời gian sử dụng thì chắc chắn cái chiếc Redmi 7 lại một lần nữa chiến thắng ở điểm này, bởi vì nó sẽ được sử dụng một quả pin lên đến là 4000 mAh, trong khi cái chiếc Galaxy M10 chúng ta sẽ chỉ có một quả pin là 3400 mAh mà thôi. Cùng cấu hình tầm trung, cùng một kích thước màn hình thì chắc chắn là quả pin lớn hơn nó sẽ mang lại cho các bạn một cái thời gian sử dụng là lâu dài hơn. Nói chung với hai chiếc máy này khi mà nó nằm cùng phân khúc giá và chúng ta đặt lên bàn cân thì rõ ràng chiếc Redmi 7 nó vẫn sẽ có lợi thế nhiều hơn so với cái trước, đó là Galaxy M10. Chúng ta có nhiều hơn về bộ nhớ trong, cũng nhiều bộ nhớ RAM, chúng ta có một thuật toán xóa phông ngon lành, chúng ta có màn hình đẹp hơn và cũng như là chúng ta có một quả pin mang lại cái thời gian sử dụng là tốt hơn. Trong khi cái chiếc Galaxy M10 thì nó lại là một chiếc máy có rất nhiều những trải nghiệm ngon lành ở trong cái phân khúc giá này đến từ nhà Samsung. Mình nhắc lại đó là đến từ nhà Samsung nhá. Bởi vì trước đây ở trong cái phân khúc tầm giá này thì không thể nào các bạn tìm ra được một chiếc máy ngon đến như thế này đến từ nhà Samsung. Và nếu như là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào ở phân khúc này, Redmi 7 hay là Samsung Galaxy M10, xin một comment để lại sự lựa chọn các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.